Ôi giời, cái thằng Nghĩa nhà ông nó lợ những 3 tỷ à? Còn tôi nó phá phách nó lợ lần thì đã đành. Còn ông làm ăn khấm khá, thế mà cũng vỡ lợ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, biết làm thế nào được hả bà? Thế bây giờ ông định tính thế nào? Chắc tôi phải bán đất. Ông bán cả cái nhà ấy đi á? Không, tôi chỉ định bán cái khoảnh vườn đằng sau giáp nhà bà thôi. Chả biết bây giờ nó được bao nhiêu bà nhỉ? Tôi hỏi rồi, cái mảnh đấy á, nó cũng phải được ngót 2 tỷ đấy. Ít thế thôi à? Ít thế thôi à? Đấy là kết hợp cả với mảnh nhà tôi mới được như thế đấy. Không, bà cứ hỏi riêng cho tôi cái khoảnh đất đấy thôi. Ông bán thì tôi bán luôn cho riêng lẻ cái gì? Để đấy tôi gọi điện tôi hỏi cò. Khoan từ từ đã, bà gọi làm gì? Đấy là tôi hỏi bà để tôi còn tính mà. Việc cần làm thì làm luôn chứ tính toán cái gì? Không phải, nhưng mà tôi còn phải lên xã làm cái giấy khai tử cho bà ấy. Ông đúng là cái người ngoan cố, bây giờ mới chịu làm việc đấy à? Bà xếp cho tôi cái lễ đi. Để làm gì? Thì tôi về tôi thắp nén hương xin phép bà ấy bán đất mà. Ôi ôi, người chồng như ông á tuyệt chủng bố rồi. Hoàn cá với người quá cố. Bố ạ, bố lấy giấy chứng tử cho mẹ. Vâng. Về việc bán nhà ấy, chưa cần thiết đâu bố ạ. Dạ con đã có phương án để giải quyết rồi ạ. Vâng. Dạ con chào bố. Em xin lỗi vì đã về tận quê để gặp bác. Anh thông cảm cho em nhé. Trong hoàn cảnh này em không thể nào làm khác được. Anh hiểu mà. Em cứ cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ trả đủ cho em. Cứ đi vào đây. Nhưng mà lần này có được việc không ấy cô? Gặp cô mấy lần rồi chả ra việc gì. Lần này được. Khổ. Ai à, mảnh này rộng quá cô nhỉ. Ừ. Vườn mát mẻ này, nhà đẹp đấy. Chủ nhà ai nam hay nữ bao tuổi cô? Mới hỏi làm gì? Cháu hỏi dễ nói chuyện thôi. Ây à, cây đẹp quá. Năm thân ngũ hành, có cành và có lá. Chủ nhà định bán cả khu này à cô? Không, chỉ là cái mảnh ở đằng sau giáp với nhà tôi thôi. Xem mấy lần rồi gì? Cái miếng đấy cứ kỳ kèo bao lần rồi có chịu bán đâu. Cô cứ gọi cho qua đây làm cái gì? Khổ quá, đã bảo yên tâm, lần này bán. Nhưng mà giá có nhích được tí nào không? Giá đấy cháu đưa cho cô là nhất rồi, không hơn được. Cây này hay quá nhỉ? Không biết chủ nhà có định bán không cô nhỉ? Không bán đâu. Chú ạ. Cậu vào đây để hỏi cái gì? Đây là chuyên gia nhà đất tôi gọi đến đây đấy. Đến đây để làm gì? Để bán đất chứ để làm gì? Tôi bảo với bà là tôi bán đất à? Ông bị ma làm à? Lấy vừa mới đồng ý xong bảo hỏi giá ra như nào, bây giờ gọi đến đây thì lại quay xe. Bà cứ tay nọ sọ tay kia. Tôi hỏi là để tham khảo mới có ý định thôi, chứ tôi đã nói với bà là bán đất đâu. Cái giá đấy là hời rồi, bán không hớ đâu. Chú ơi, chú bán cây này không? Chú để cháu đi, cháu tăng cho chú luôn một giá cái mảnh đất đằng sau. Đấy. Được thì chiều cháu bế đi luôn này. À, chú nổ cháu số tài khoản đi, cháu đặt cọc. Nổ cái gì mà nổ? Thôi cậu đi ra khỏi nhà tôi đi. Không ơ cái gì cả, cậu cứ đi về đi. Đúng là, đứng lại cô bảo đã này. Khổ quá, mẹ cứ đứng lại nghe cô bảo đã nào. Cô đầu hai thứ tóc rồi làm ăn như trẻ con ấy. Cháu là trò đùa của cô đấy à? Đi qua đi lại bao lần để chả thấy quyết vấn đề gì cả. Thời gian của cháu là vàng là bạc nhá. Lấy ông ấy vừa đồng ý, ai biết đâu ấy. Tóm lại từ bây giờ đừng bao giờ cô gọi điện cháu nữa. À mà cháu chặn số cô luôn cho chắc ăn đấy. Rất mất thời gian nhỉ. Đúng là mất thời gian.